Ra lấy cho mẹ khăn bếp màu hồng. Kìa, khăn bếp màu hồng kìa, mẹ để kìa. Con ra lấy cho mẹ ra đây. Nhanh lên, nhanh anh Ninh lấy bây giờ, nhanh em. Ra mang khăn bếp màu hồng ra cho mẹ. Nhảy lên. Nhảy lên. Đúng rồi, mang đây. Đúng rồi. À, lấy được là lấy mà mang đi luôn đấy, không giả mẹ đâu. Đưa cái khăn bếp đây. Giả tôi đây. À, mang ra đây rồi. Thằng bé màu trắng coi khăn bếp màu hồng nổi thế nha. Ừ, nổi quá. Ơ thì mẹ sai là đưa cho mẹ cơ mà. Mẹ lấy mang đi luôn nè. Đâu, mang đi mẹ xem nào. Đâu, mang đây. Nào, mang đi mẹ xem nào. Đưa cho mẹ. Đưa mẹ. Đấy. Này, này, này. Cho này, cho này. Mang đây con. Này mẹ cho cái này đổi này, đổi này. Con xỉa răng không? Lấy tăm xỉa răng nhá. À đấy, có đồ chơi mới là bỏ cái khăn rồi đấy. Nào đưa cho mẹ, mẹ cho này. Đưa cho mẹ, mẹ cho. À, thế con xỉa răng à? Biết xỉa răng không? Ngồi đó. Ngồi đó mẹ cho cái tăm. Ngồi đó. Nào, cái nhà có mấy anh em? Ừ, ba anh em. Thế Dưa mấy tuổi? 3 tuổi, ừ. Thế cho cái tăm nhá. Xỉa răng à? Biết xỉa răng không? Nào, ngồi xuống cho cái tăm. Ngồi xuống mẹ cho cái tăm. Này à, nhai nó chọc vào lợi đấy. Nào, ngồi xuống mẹ cho cái tăm. Mẹ bẻ nhá. Bẻ nhá. Ừ, thôi mẹ đùa thôi, mẹ không cho con cái tăm đâu. Đấy, bắt đầu tay 5 tay 10 đấy. Đấy, bắt đầu tay 5 tay 10 cắn mẹ để đòi cái tăm đấy. Kinh lắm. Thôi mẹ đùa đấy, không cắn cái tăm thì đau răng con ạ. Đau, đau, đau và lợi nhá. Thôi nhá, thôi.